Chào mừng các bạn đến với video này của gà Excel. Hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu tất cả những bí mật và ứng dụng tuyệt vời để có thể làm chủ hàm VLOOKUP, một trong những hàm sử dụng nhiều và hữu dụng nhất trong Excel. Vì video này khá nhiều mẹo hay và thời gian dài nên các bạn cần lưu ý cho mình. Một là các bạn tải file về để thực hành theo đường link phía dưới. Tất cả các video của mình thì đều có link tải file, các bạn có thể vào mục hiển thị, các bạn chọn download file. Các bạn và các bạn ở đây mình đã mở sẵn và các bạn tích vào nút đây để các bạn tải file đó. Các bạn xếp vào đâu thì các bạn nhớ, ví dụ ở đây mình xếp vào desktop. Đấy là đầu tiên là về tải file. Tiếp theo là các bạn phải chọn độ phân giải cao để chất lượng video được tốt nhất. Chọn độ phân giải cao thì các bạn chú ý cho mình, các bạn vào đây ạ, vào cái hình có hình bánh răng đây, và các bạn chọn ở đây HD, tốt nhất là các bạn chọn HD cho mình, HD 720 hoặc 1080 ở đây đó, thì các bạn chọn ở đây. Thứ ba là các bạn có thể dùng cho mọi phiên bản Excel mà các bạn đang dùng, 2016, Excel 13 hoặc 2010, 2007, các bạn dùng đều được. Thứ tư là trước khi mà xem các cách giải thì các bạn nên tự nghĩ xem mình tự nghĩ trước đấy xem mình có làm được không. Và cuối cùng là các bạn hãy đặt câu hỏi phía dưới nếu các bạn có thắc mắc gì. Nào, đầu tiên mình cũng bắt đầu ngay về bài số 1. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về hàm VLOOKUP. Tại sao lại gọi là VLOOKUP? V ở đây nghĩa là vertical, tức là tìm kiếm theo cột, theo chiều dọc các bạn ạ. VLOOKUP gồm có 4 tham số, 4 thành phần. Thành phần thứ nhất là lookup value, là giá trị dùng để dò tìm. Thứ hai là thành phần table array, là bảng giá trị dò tìm. Thứ ba là hàm column index number, đây là thứ tự cột cần lấy dữ liệu. Và cuối cùng là phạm vi tìm kiếm range lookup. Thì phạm vi tìm kiếm ở đây thì có thể là true hoặc false. True nghĩa là các bạn dò tìm gần chính xác, và false là các bạn dò tìm buộc phải chính xác. True thì các bạn có thể đánh là 1, và false thì các bạn có thể đánh là 0. Ví dụ ở đây các bạn cần tìm kiếm đơn giá tuần của loại phòng L1A. Các bạn để ý ở đây là dữ liệu của mình. Đây là bảng dò tìm đấy, table array. Trong phần bảng dò tìm thì cái trường loại phòng mà các bạn cần tìm kiếm được bố trí theo chiều dọc đây đó, thành các hàng theo chiều dọc, cho nên người ta gọi là VLOOKUP. Trong trường hợp mà nếu mà loại phòng ở đây mà lại theo chiều ngang, tức là nằm trên các cột, ví dụ ở đây, thì các bạn lại phải dùng hàm HLOOKUP cơ. Các bạn bấm Ctrl C, nhảy chuột phải, các bạn paste phép số, các bạn transpose. Nếu như mà bảng loại phòng ở đây mà lại có giá trị là hàng theo hàng như thế này thì các bạn lại dùng hàm HLOOKUP. Đấy, trong hôm nay thì mình chỉ giới thiệu các bạn về hàm VLOOKUP thôi. Ở đây, ví dụ các bạn tìm loại phòng là L1A và đơn giá tuần, các bạn dò ở đây L1A, đơn giá tuần ở đây thì giá trị trả về ở đây sẽ là 260.000. Ví dụ thứ hai là các bạn để ý loại phòng L2B và đơn giá ngày. Đơn giá ngày thì các bạn lại phải chọn cột này cơ. Đấy, thì trong cột này gọi là index, là column index number, thứ tự cột tính từ cột loại phòng. Đấy, 1, 2, 3 thì ở đây các bạn lại phải là 3. Mình ví dụ ở đây cho các bạn. VLOOKUP đây. Loại phòng. Thì các bạn ở đây là chọn 2. Đấy. Chọn 2 và xin lỗi các bạn, trường cuối ở đây các bạn chọn là 0 ạ. Ở đây thì các bạn thấy đơn giá tuần thì các bạn phải chọn cột thứ 2. Còn đơn giá ngày thì các bạn phải chọn cột thứ 3 tính từ loại phòng. Nào, mình sẽ bắt đầu với ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất của hàm VLOOKUP. Các bạn chú ý là khi các bạn tải file về thì tất cả các bài tập của mình đều trên một file. Và mình có đánh số các sheet là 2, 3, 4 ở đây và các bạn có thể theo dõi rất tiện. Đầu tiên mình sẽ làm ví dụ đầu tiên cơ bản nhất của VLOOKUP.
Đầu tiên mình sẽ tính đơn giá của sản phẩm. Ở đây là mình có một cái bảng dò tìm ở đây. Tên các sản phẩm. Xin lỗi các bạn, đây là nhà phân phối ạ. Ví dụ ở đây nhà phân phối. Ví dụ tên sản phẩm, các bạn cần tìm đơn giá cho sản phẩm nốt 9. Ở đây. Đây là các sản phẩm của mình được bố trí theo chiều dọc nên gọi là VLOOKUP cấp. Các bạn gõ V. Khi bạn gõ bất kỳ ký tự nào thì Excel sẽ tự động tạo ra một cái list các hàm liên quan đến cái từ mà các bạn đang gõ. Các bạn gõ tiếp chữ L. Như vậy nó chỉ có hàm VLOOKUP cấp ở đây thôi, thì các bạn có thể bấm phím Tab hoặc các bạn gõ đầy đủ các hàm. Ở đây. Ví dụ mình bấm phím Tab. Ok. Ở đây các bạn chú ý hàm VLOOKUP cấp có 4 thành phần. Các bạn có thể phẩy đến thành phần thứ hai, phẩy thành phần thứ ba, phẩy thành phần thứ tư. Các bạn chú ý khi các bạn đang làm ở thành phần nào thì Excel sẽ tự động chỉ cho các bạn là các bạn đặt ở đây là thành phần nào đấy ạ. Đây là thành phần table array. Tiếp theo là thành phần mà tiếp theo là thành phần column index, tức là cái cột giá trị cần trả về, và cuối cùng là các bạn trả về range lookup. Ok. Đầu tiên các bạn cần tìm, thứ nhất là giá trị dò tìm. Đây, tôi muốn tìm sản phẩm nốt 9. Các bạn phải đến thành phần thứ hai là table array, thì các bạn lựa chọn ở đây. Đây là bảng giá trị để dò tìm. Các bạn chú ý bảng giá trị dò tìm, các bạn chỉ cần bôi bảng giá trị dò tìm mà không cần bôi tiêu đề, hoặc các bạn cũng có thể bôi tiêu đề, sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả của mình. Đấy, ở đây mình sẽ bôi bảng giá trị dò tìm là không gồm phần tiêu đề. Tiếp theo là trường column index number. Đây là thứ tự cột cần lấy dữ liệu. Đây là mình cần tìm đơn giá thì mình phải tính từ cái cột sản phẩm 1 2 3. Như vậy là mình phải lấy ở cột thứ 3. Cuối cùng là tìm là phạm vi tìm kiếm ở đây là true or false. Các bạn chú ý là true tức là mình tìm xấp xỉ đấy, approximate, nghĩa là nó sẽ tìm cái giá trị nhỏ hơn giá trị bạn tìm kiếm nhưng lại là gần nhất. Đấy. Ok, mình sẽ giải thích ở ví dụ sau với trường hợp true. Còn trường hợp false ở đây nghĩa là các bạn tìm chính xác, là các bạn phải tìm sản phẩm nốt 9 trong cái bảng giá trị dò tìm ở đây. Mình sẽ tìm trả về là không, tức là mình tìm chính xác. Các bạn có thể gõ false hoặc các bạn có thể gõ không, đều được ạ. Như vậy sản phẩm ở đây các bạn nhìn, các bạn có thể tích vào, các bạn vào tab home, tích vào dấu phẩy ở đây ạ, để các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Giá 13 triệu. Các bạn chú ý là cái trường sản phẩm này, nếu các bạn mà gõ dấu cách ấy, các bạn gõ sai ấy, dấu cách ấy, thì nó sẽ không tìm được. Thì Excel sẽ báo là Lost Available, tức là không có cái sản phẩm ở đây, không có sản phẩm nốt 9 này trong cái bảng giá trị dò tìm ở đây. Nên các bạn chú ý giúp mình là khi các bạn nhập vào, các bạn phải nhập hết sức cẩn thận. Đấy, do có dấu cách nên sẽ không tìm được. Thứ hai là hàm VLOOKUP cấp này nó không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Các bạn có thể gọi nốt 9 ở đây, đều được ạ. Đó. Hoặc các bạn có thể gọi nốt TE9, đều được, đều ra trả về giá trị ở đây. Đó. Nhưng mà các bạn có dấu cách rồi các bạn gõ lốt 9 đấy, sẽ là không tìm được. Ví dụ tôi cần tìm Bphone đi, Bphone mới ra là Bphone 3 đi. Đấy, giá trị là 10 triệu. Ok. Như vậy là trong ví dụ này các bạn chú ý giúp mình là hàm VLOOKUP cấp là không phân biệt chữ hoa chữ thường nhé các bạn. Nhưng khi nếu mà các bạn bấm dấu cách thì chắc chắn là sẽ không tìm được ạ. Dấu cách cũng là một chuỗi ký tự. Và Excel hiểu là một text, nên là các bạn sẽ không tìm thấy ở trong đây. Mình sang ví dụ tiếp theo. Tiếp theo VLOOKUP dùng để xếp lại học sinh. Thì trong ví dụ này mình sẽ chỉ cho các bạn là hàm VLOOKUP tìm kiếm gần đúng. Ok, phạm vi tìm kiếm gần đúng. Ở đây. Xin được các bạn. Ở đây các bạn xóa đi. Đầu tiên
chúng ta có một bảng dữ liệu ở đây gồm có họ tên và điểm trung bình. Chúng ta cần xếp loại các học sinh này theo cái bảng xếp loại ở đây. Bảng xếp loại ở đây từ 0 nhỏ hơn điểm trung bình dưới 5 thì là yếu, và từ 5 đến 6 thì là trung bình, từ 6 đến 7 là trung bình khá, từ 7 đến 8 là giỏi, từ 8 đến 9 là xuất sắc, và lớn hơn bằng 9 thì là giỏi, từ 8 đến 9 thì là giỏi và lớn hơn bằng 9 thì là xuất sắc. Thì ở đây, đây là khoảng tìm kiếm này là thay đổi, nên là các bạn phải tìm là gần đúng. Đầu tiên các bạn sẽ dùng về các bạn bấm dấu tab cho mình, hoặc các bạn gõ luôn, thì mình thì hay bấm phím tab. Đầu tiên lookup value tức là giá trị dò tìm thì các bạn phải xếp vào điểm trung bình. Mình phải tìm xem là điểm trung bình ở đây là với cái điểm này thì các bạn này sẽ xếp loại gì, giỏi, trung bình hay khá, hay là trung bình khá hoặc yếu. Tiếp theo là table array thì các bạn chọn ở đây table array. Các bạn chú ý table array khi các bạn chọn thì nó sẽ có hình hình nhấp nháy ở đây. Tiếp theo là cột trả về. Các bạn chú ý là tính từ điểm trung bình thì mình cần xếp loại, thì cột trả về đầu tiên là điểm trung bình và xếp loại là ở cột thứ hai, thì mình trả về phải là 2 ạ. Tiếp theo trường cuối là tìm chính xác và tìm xấp xỉ đấy ạ. Thì ở đây các bạn phải điền là 1 là true, hoặc các bạn gõ 1 vào đây đều được ạ. Enter. 5.9 có phải trung bình không? Đúng, 5.9 là nằm trong khoảng từ 5 đến 6 ạ, thì là trung bình. Đó, mình tiếp theo. Đó, 8.6 là giỏi, 9.2 là xuất sắc, đúng không ạ? Ở đây các bạn thấy tại sao lại là lost value. Các bạn chú ý cho mình là ở đây, khi các bạn đến hàm này thì các bạn chú ý là cái trường mà trường table array của các bạn sẽ nhảy theo. Người Excel nó sẽ tự tính. Ở đây các bạn là công thức là ô đầu tiên, nhưng khi đến ô tiếp theo thì cái table array này nó sẽ di chuyển xuống dưới. Nếu các bạn di chuyển một hàng thì cái table array này cũng di chuyển một hàng ạ. Tiếp theo là ở đây thì cũng di chuyển xuống dưới một hàng, và đến đây thì cũng di chuyển một hàng. Đến đây thì nó sẽ không tìm được 3,5. Đó, các bạn để ý. Cho nên các bạn chú ý là cái table array này thì các bạn phải cố định. Các bạn muốn cái table array này luôn luôn như thế này thì các bạn phải cố định nó. Cố định bằng cách gì? Các bạn bôi đen ở đây và các bạn bấm F4. F4, hoặc các bạn có thể đánh đô la trước từng đây, thì phím tắt của mình là F4. Đấy, khi mà chúng mình gõ, ví dụ khi mình gõ ở đây, đến đây thì các bạn bấm F4 luôn thì nó cũng cố định cho các bạn luôn. Rồi các bạn mới chọn chọn cột các bạn cần lấy giá trị, chọn 2 và 1 ở đây. Đó, thì sau khi các bạn tích đúp vào đây, các bạn chả con chuột ở đây nó hiện dấu cộng nhỏ đây ạ. Dấu cộng nhỏ đó nha, dấu cộng màu đen nhỏ đây thì các bạn tích đúp. Đó, như vậy ở đây sẽ không bị lỗi nữa. Các bạn tích vào đây các bạn kiểm tra thì cái table array ở đây luôn cố định ở đây ạ. Đó, các bạn thấy màu đỏ không ạ? Luôn luôn cố định ở đây. Đó. Đây, luôn luôn cố định khi các bạn áp dụng công thức này vào các ô tiếp theo. Đây là phạm vi tìm kiếm. Các bạn chú ý thì một số bạn thì hay dùng hàm if ở đây. Thì nếu mà trong trường hợp này các bạn dùng rất nhiều hàm if dối ở đây, tức là các bạn nếu if nhỏ hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì các bạn là yếu. Ở đây là mình ví dụ hàm if mà các bạn hay dùng. Các bạn thấy không? Lồng rất nhiều hàm if ạ. 1 hàm if, 2 hàm if, 3 hàm if, 4 hàm if. Các bạn lồng rất nhiều hàm if mà rất là dối. Tức là nếu nhỏ 5 thì các bạn là yếu, rồi 6, rồi 7 ạ. Đấy, rồi 8 và cuối cùng là các bạn là xuất sắc. Thì theo mình thì các bạn không nên dùng hàm if này. Các bạn có thể luyện để học thôi, chứ còn thực tế thì mình sẽ dùng hàm VLOOKUP ở đây. Bài tiếp theo, bài 4. Bài 4 thì trong ví dụ thứ tư này là một ví dụ rất hay, là data validation. Các bạn chú ý là trong cái phần danh sách mà các bạn lựa chọn ấy, lựa chọn dữ liệu và data validation đấy. Ở đây mình ví dụ các bạn hàm VLOOKUP lúc đấy mình đã làm rồi. Mình làm lại ở đây. VLOOKUP tính nốt 9 table array, chọn cột thứ 3, chọn trả về là 0 ạ. Đây là mình cần tạo cái danh sách ở đây. Thì đầu tiên là các bạn tích chuột vào ô này. Rồi các bạn vào data, vào
Data Validation. Trong mục Allow các bạn chọn cho mình là List ạ. Ở cuối các bạn sẽ tích vào Sort ở đây. Và khi tích vào đây xong thì các bạn di chuột đến đây và bạn kéo vào tất cả toàn bộ sản phẩm mà các bạn muốn tạo list. Ok, xong các bạn tích vào OK cho mình. Đấy, sau khi làm xong thì các bạn chú ý ở đây nó có một cái biểu tượng dấu cộng nhỏ xuống đây. Đây là các list, các sản phẩm đấy ạ. Đó, còn trước khi làm thì nó sẽ không có cái ô này. Các bạn tích vào ô khác các bạn không thấy. Và khi tích vào ô này các bạn sẽ thấy ở đây. Ví dụ tôi cần tìm iPhone 8. Đó, giá nó sẽ tự nhảy ở đây 20 triệu. Rất hay cho các bạn ạ. Các bạn có thể tìm là iPhone X 30 triệu, Oppo 15 triệu, đó, Bphone 10 triệu. Các bạn có thể lựa chọn ở đây. Khi các bạn tạo Data Validation List ở đây thì nó có một tác dụng rất tuyệt vời là các bạn tránh các bạn đánh vào đây là sai. Ví dụ tôi đánh là ABC ở đây đó, vì mình đã tạo là Validation List rồi thì nó phải đánh là giống hết ở trong này thì mới được cơ. Ok. Để bỏ danh sách Data Validation, đầu tiên các bạn tích chuột vào ô này. Các bạn vào Data Validation. Các bạn tích Clone cho mình ở đây. Đó, ok. Như vậy đây là mất cái phím mũi tên rồi. Đến ví dụ tiếp theo, ứng dụng của hàm VLOOKUP. Chúng ta sẽ dùng là tham chiếu tương đối và tuyệt đối. Cái này thì mình đã nói ở bài trước rồi nhưng mình xin nói lại ở đây cho các bạn. Đầu tiên là đơn giá tuần. Các bạn chú ý đơn giá tuần bằng VLOOKUP của đây. Các bạn chọn loại phòng. Table array các bạn chọn ở đây. Đó. Tiếp theo là đơn giá tuần thì tính từ loại phòng thì chọn là 2 đến cột thứ 2. Và các bạn ở đây là tìm chính xác ạ, không. Đó, các bạn thấy khi mà cái table array của các bạn ở đây mà các bạn không cố định lại, người ta gọi là tương đối đấy ạ, thì đến cái ô tiếp theo nó sẽ bị sai, các bạn thấy không? Khi các bạn copy công thức này đến ô này thì cái bảng giá trị dò tìm ở đây cũng bị dịch chuyển xuống. Đây các bạn thấy không? Màu đỏ đấy ạ, bị dịch chuyển xuống. Đây màu đỏ đây dịch chuyển xuống. Màu đỏ đây là dịch chuyển xuống. Tất nhiên khi dịch chuyển xuống đây thì các bạn không thể tìm được là loại phòng ở đây ạ. Đó, thì các bạn phải đánh giá trị tuyệt đối vào đây. Trong cái bảng giá trị dò tìm ở đây thì các bạn phải cho nó là giá trị tuyệt đối ạ. Các bạn bôi đen và F4. Đó, các bạn chọn đến đây các bạn bôi F4. F4. Ok, các bạn thấy công thức ở đây sẽ đúng ạ. Còn đơn giá ngày thì khác gì đơn giá tuần. Đơn giá ngày thì tính từ loại phòng ở đây, tính từ cột loại phòng thì đơn giá ngày là tìm là đến cột thứ 3 ạ. 1, 2, 3. Các bạn thấy cao đây là 3, tức là các bạn phải chọn ở đây là cột trả về là 3. Cấp loại phòng phải table array cố định tuyệt đối nó lại chọn 3 và tìm ở đây là tìm chính xác phải không, enter ạ. Đó. Các bạn chú ý các bạn ở đây định nghĩa là tương đối và tuyệt đối đấy ạ. Thì các bạn chú ý là các bạn để tạo được cái bảng array mà bảng giá trị dò tìm và tuyệt đối thì các bạn phải thêm đô la vào nó ạ. Thì đô la thì có thể các bạn đánh dấu đô la của các bạn bằng phím tắt lại, bôi đen và các bạn bấm F4. Ví dụ tiếp theo về bảng tra cứu động với Excel Table Feature. Bảng tra cứu động nghĩa là gì? Nghĩa là cái bảng giá trị dò tìm đây. Đầu tiên các bạn sẽ phải cố định giá trị tuyệt đối cho nó. Sau đấy thì nếu các bạn thêm một dòng sản phẩm ở đây thì bảng ở đây nó sẽ tự động cập nhật. Đấy, nếu các bạn không phải sửa lại hàm VLOOKUP nữa. Đó, điều kiện để làm được cái Excel Table Feature này là dưới cái ô này nó phải là trống ạ. Đó, thì để làm bảng tra cứu động ở đây, đầu tiên các bạn bôi đen cái bảng giá trị dò tìm ạ. Rồi các bạn bấm phím tắt là Ctrl T. Đó, các bạn bấm OK. Bây giờ là, đây là mình đã có một bảng Excel Table rồi ạ. Ví dụ, bây giờ ta có muốn thêm một sản phẩm mới là iPhone 5 đi ạ. Đó là Viettel đi. iPhone 5 thì chắc là 10 triệu thôi ạ. 11 triệu thôi ạ. Đó. Thì các bạn thấy ở đây mình ví dụ ạ. Mình nhận lại ạ.
Các bạn thấy không, khi các bạn tạo table Excel table feature ở đây, nó sẽ định nghĩa là các bạn bôi đen đây, nó gọi là table array luôn đấy. Phải các bạn chọn cột 3,0. Ok, bây giờ mình sẽ tạo data validation list cho nó để mình check. Đây. Ok. Tiếp theo, ví dụ bây giờ mình test, mình thêm một sản phẩm mới đi. Đó là nốt đi. Nốt 8 đi ạ. Nốt tén thì các bạn thấy không? Khi các bạn tạo đây thì nó sẽ có một cái mũi tên nhỏ đây ạ, cái dấu hình ở đây. Đó là các bạn đã thêm mới đấy ạ. Đây là FPT phân phối. Con này giá trị là bao nhiêu ạ? Ví dụ 11 triệu đi. Khi các bạn tạo xong thì các bạn xuống đây, các bạn thấy không ạ? Đấy, có ngay lốt 8 cho các bạn đấy ạ. Rất hay với cả Excel Table Feature. Trong trường hợp mà các bạn cần liên tục các bạn cập nhật đấy, thì các bạn sẽ không phải làm lại ở đây nữa. Ok, ví dụ tiếp theo, VLOOKUP kết hợp với hàm MESH cho tìm hai chiều. Hai chiều đây nghĩa là gì? Hai chiều nghĩa đây là mình tìm theo cả họ tên và các thuộc tính ở đây là thay đổi. Ví dụ là lương, ngày tuyển dụng, điện thoại, thành phố ở đây. Thì các bạn chú ý là thành phố thì lại ở cột thứ 2, mail ở cột thứ 3, điện thoại thì ở cột thứ 4. Đó, tức là cái cột trả về đây luôn thay đổi. Thì các bạn không thể dùng hàm VLOOKUP thông thường được. Thì các bạn phải biết được là cái cột trả về là cột nào. Thì để làm được việc này thì các bạn dùng hàm MESH cho mình. Đó, gọi là hai chiều đấy, VLOOKUP kết hợp với MESH. MESH. Các bạn chú ý khi các bạn gõ ở đây chữ M thì nó sẽ sổ ra một cái danh sách cũng hàm ở đây ạ. Thì hàm MESH ngay đầu tiên đây rồi ạ, các bạn bấm tab luôn cho mình. Đầu tiên các bạn cần phải tìm bạn thuộc tính lương này ở cột thứ mấy. Tiếp theo là bảng dò tìm thì các bạn chú ý các bạn chỉ bôi đen hết cái thuộc tính này thôi ạ. Các bạn cố định lại cái bảng dò tìm ở đây. Giá trị trả về ở đây là 1 là less than, 0 là chính xác và trừ 1 là lớn hơn ạ. Thì ở đây các bạn tìm là 0 thôi ạ. Như vậy là lương ở cột thứ 6, các bạn kiểm tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng không ạ? Đây, khi các bạn trỏ vào ô này, có dấu cộng nhỏ ở đây thì các bạn tích đúp. Ngày tuyển dụng ở cột thứ 5, đây, ngày tuyển dụng ở cột thứ 5. Điện thoại ở cột thứ 4, các bạn đây, điện thoại đây, cột thứ 4 ạ. Thành phố ở cột thứ 2. Đó, như vậy là các bạn đã có được cái trường là cột trả về rồi ạ. Thì các bạn chỉ lồng hàm VLOOKUP vào đây thôi. VLOOKUP đầu tiên bạn tìm là tên, các bạn cố định lại cho mình ạ. Phải bảng giá trị dò tìm cố định là F4. Phải đến trường tiếp theo column ở đây các bạn đã có hàm MESH đây rồi ạ. Đến trường thứ tư thôi là các bạn tìm chính xác. Như vậy lương của bạn Bùi Đăng Khoa đây là 70.000 đô đấy ạ. Đây lương ở đây là đô la đấy ạ. Thì các bạn tích vào đây, các bạn tích đúp. Đó, ngày tuyển dụng của bạn này. Ở đây là vì là định dạng số nên các bạn ở thấy ngày tuyển dụng đây là số ạ. Bây giờ để cho rõ là ngày tuyển dụng thì các bạn phải thay đổi format cell ở đây, chuyển về dạng ngày tháng cell. Thì format cell thì các bạn có thể nháy chuột phải chọn format cell hoặc các bạn bấm phím tắt là Ctrl 1 ạ. Ctrl 1 ở đây, đó. Các bạn chọn vào date. Đây là các cái trường ngày tháng năm ở đây. Thì ví dụ ở đây có cả thứ ngày tháng năm thì mình chọn trường này đi. Các bạn chú ý các bạn có thể tích chuột vào đây ạ, các bạn có thể lưới rộng ra. Khi mà có dấu cộng nhỏ đây, chéo đây là thu vào và đây là sang phải là rộng ra đấy ạ. Đó. Hoặc các bạn tích đúp thì nó ra giá trị vừa đúng ở đây ạ. Và ngày tuyển dụng bạn này là ngày mùng 10 tháng 4 đấy ạ. Đây bạn Nguyễn Văn Ban đây. À bạn Bùi Đăng Khoa. Bùi Đăng Khoa đây, ngày 10 tháng 4 ạ. Đây các bạn chú ý là Excel thì mặc định là tháng trước đến ngày và đến năm. Đây là tháng 4 ngày 10 ạ. Xong với việc mình kiểm tra bạn Bùi Đăng Khoa thì bạn kiểm tra là bạn Võ Quốc Việt. Đấy, Võ Quốc Việt cũng thay đổi luôn. Lương bạn ấy là 35.000 thôi. Ví dụ thế trong cái ví dụ này ấy, thì các bạn ví dụ bên người ta sắp xếp là tên, họ tên. Họ tên ở đây. Còn các cái thuộc tính thì lại sắp xếp theo hàng. Này.
Thì các bạn cũng tương tự thôi ạ. Các bạn đầu tiên các bạn nếu không quen lồng hàm, các bạn dùng hàm mét trước cho mình xem lương nó là cột thứ mấy ạ. Lương này phải, các bạn lại bôi đen đây, các bạn cố định lại đây cho mình F4 phải không, như vậy lương ở cột thứ sáu ạ. Các bạn kéo xa đấy, như vậy các bạn có cột của các thuộc tính cần tìm rồi. Bây giờ các bạn sẽ lồng hàm VLOOKUP vào đây, VLOOKUP vào đây, VLOOKUP tôi tìm ông này phải bảng, thì các bạn bảng giá trị dò tìm ở đây các bạn luôn cố định cho mình F4 vào đây phải. Tiếp theo là cột trả về, ở đây đã có hàm mét rồi ạ. Và trường cuối cùng ở đây là tôi tìm chính xác không. Excel hỏi là mình có muốn để Excel tự điền cái dấu ngoặc vào đây không, các bạn yes cho mình đó. Như vậy lương bạn này là 79.000 đô. Tiếp theo, sai rồi các bạn. Ở đây các bạn biết tại sao không? Vì lúc đấy cái giá trị dò tìm ở đây là các bạn không đánh đô la, không cố định lại. Đấy, khi áp dụng sang đây thì giá trị dò tìm lại bị dịch theo. Đấy, sang đây thì giá trị dò tìm dịch về đây. Cho nên ở đây các bạn phải cố định giá trị dò tìm lại ạ. Các bạn vào đây bấm F4, tích chuột vào trước cái giá trị dò tìm này. Bấm F4 ạ. Ok. Các bạn có dấu cộng nhỏ đây, các bạn kéo sang phải. Đó, đây là ngày tuyển dụng thì các bạn cũng đổi lại định dạng cell thôi, format cell. Cho về chữ dạng này. Ví dụ đây mình chọn tháng trước ngày sau ở đây. Đấy, ngày 11 tháng 11 đấy ạ. Ví dụ bạn Nguyễn Văn Ban hoặc là tôi là Võ Quốc Việt, Vũ Thị Thu Hà, đấy, các trường này nhảy theo. Mình đến ví dụ tiếp theo là hàm số 8. Các bạn chú ý là ở đây thì mình có giải thích cho các bạn là các vùng gì, các bạn có thể đọc kỹ. Mét là để hàm để tính xem vị trí ô tìm kiếm nằm ở cột nào trong bảng dò tìm. Hàm mét thì là một hàm rất là tuyệt vời và thực sự là mình cũng rất thích hàm mét này. Thì hàm mét này khi kết hợp với index ấy, thì có thể dùng được thay cho hàm VLOOKUP đấy. Các bạn chú ý hàm VLOOKUP thì nó có một cái nhược điểm là các bạn chỉ tìm được các cái trường ở bên phải. Ví dụ ở đây là họ tên thì các bạn chỉ tìm được là các thành phố mail ở bên phải của cái trường thôi. Chứ nếu mà có một cái thuộc tính nằm ở bên trái của trường họ tên này ạ, thì hàm VLOOKUP không làm được. Và lúc đấy thì các bạn phải dùng hàm index và mét thay cho hàm này thôi. Giờ mình ví dụ luôn cho các bạn nhé. Ví dụ mình copy sang đây. Và mình muốn tìm thành phố ở đây. Ví dụ thành phố lại nằm ở bên bên trái của họ tên. Đấy, ví dụ tôi cần tìm thành phố của bạn. Tôi tìm thành phố của bạn Nguyễn Văn Ban đây. Thì bình thường thì các bạn phải có VLOOKUP. Đây, thì các bạn tìm ở đây. Bảng dò tìm. Ví dụ ở đây thì các bạn không thể có âm 1 được ạ. Nằm bên trái mà, phải không? Các bạn thấy không? Sẽ không tìm được, nó không hiểu âm 1 là gì đâu. Thì trong trường hợp mà cần tìm cái tên thành phố ấy, đây mình gõ đây cho các bạn dễ hiểu. Thành phố. Thì nếu mà làm bên trái thì các bạn phải dùng hàm mét và index. Đầu tiên là index ạ. Index thì các bạn chọn tên cột ở đây. Đó. Tiếp theo là các bạn dùng hàm match. Đây là mình ví dụ thôi ạ. Ví dụ là lookup value bạn tìm bạn này trong cái bảng này. Phải không? Hà Nội ngay. Đó, ví dụ là bạn Hoàng Quốc Bảo đi. Copy bạn Hoàng Quốc Bảo cho vào đây. Ctrl V vào đây. Đấy, cũng thành phố Hà Nội. Ví dụ bạn Bùi Đăng Khoa đi. Ctrl V. Đó là Hồ Chí Minh. Đấy, trong trường hợp mà là bên trái thì các bạn lại phải dùng hàm mét và index. Thì để dùng hàm này thì mình sẽ chỉ cho các bạn ở một cái video khác. Ok. Thì hàm VLOOKUP với hàm MET ấy thì kết hợp với nhau thì để thực hiện được tìm kiếm hai chiều đấy. Tiếp theo mình sẽ sang ví dụ tìm kiếm M. Tại sao lại gọi là tìm kiếm M hay còn gọi là giá trị tìm kiếm không đầy đủ ạ? Ở đây mình ví dụ tên công ty, ví dụ là Viettel Global GSC, đây là tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế của Viettel đấy ạ. Thì hầu như thì mọi người thì hay gọi là Viettel Global thôi chứ không bao giờ là GSC cả. Hoặc là Coca-Cola, đấy. Hoặc là Việt Fast Food, đây mình ví dụ tại Hà Nội thì nhiều người chỉ gọi là Việt Fast Food thôi. Đó, thì tìm kiếm công ty ở đây. Thì nếu các bạn gọi ở đây VLOOKUP,
ví dụ công ty Mark Dolan này, phẩy bảng giá trị dò tìm các bạn F4, phẩy các bạn chọn xem quản lý là ai quản lý, cột thứ hai tìm chính xác. Ok, cái Mark Dolan ở đây thì các bạn thấy không, nó là giống với cả trong cái bảng dò tìm này thì nó sẽ tìm được ra ông 34 gì đây ạ. Đó, và đến cái thằng Dolan này ạ thì nó sẽ tìm không thể tìm được ạ. Các bạn thấy không, Dolan ở đây nó phải có chữ A dấu nháy và S cơ. Đó, thì để làm việc này thì các bạn chú ý giúp mình, thì các bạn có thêm dấu sao vào đây, thêm dấu sao vào cái giá trị dò tìm. Dấu sao này thì là đại diện cho bất kỳ ký tự nào sau nó ạ. Các bạn và thêm dấu sao ạ. Rồi, enter thì mác đô la đây vẫn đúng ạ, các bạn thấy không. Sau đấy dona coca cola nó vẫn tìm được, rất là hay ạ. Đây ví dụ coca thôi, được xóa đi. Đấy, vẫn tìm được ông này. Đấy, coca cola linh tinh ở đây thì chắc chắn là sai rồi ạ. Các bạn bấm Ctrl Z undo lại. Viettel Global thuộc tập đoàn Viettel, Vietfast Food, VCC. Đó. Các bạn chú ý là các bạn thêm dấu sao đây rất là hay đấy ạ, lợi hại đấy. Ví dụ tiếp theo, hàm VLOOKUP kết hợp với IF NOT AVAILABLE để tránh lỗi. Ở đây ví dụ các bạn nhập các tên công ty ở đây, VLOOKUP và sao đen cố định cột số 2,0 hoặc từ đây. Các bạn chú ý là khi mà các bạn tìm công ty AABBB đây thì sẽ không có ở trong bảng dò tìm, thì nó hiện cái not available đây rất là xấu ạ. Thì để khắc phục cái này thì các bạn dùng thêm cái hàm if not available đây, if NA. Ok, các bạn chú đây, if. If, đây các bạn mũi tên xuống ấn tab hoặc các bạn có thể gõ luôn if NA. Đầu tiên, trường đầu tiên ở đây là mình đã có rồi ạ, giá trị trả về nếu mà không phải not available. Trường tiếp theo là giá trị trả về nếu if not available đây. Thì các bạn sẽ ví dụ các bạn ghi là không có công ty này chẳng hạn. Không có công ty này. Các bạn phải ghi bất kỳ cái gì ghi chú vào đây thôi. Cảm thấy không? Không có công ty này. Hoặc các bạn có thể bỏ trống đi. Các bạn có thể bỏ trống. Là bằng hai dấu ngoặc kép thôi, tức là cái ô đấy trống luôn ạ. Không. Đây là hàm if not available ạ. Các bạn có thể dùng hàm này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tôi không tìm thấy ông này. Đây. Ví dụ tiếp theo. Tra cứu văn bản một phần và chuyển đổi văn bản số thành số ạ. Các bạn chú ý thì văn bản số thành số tức là gọi là text number đấy. Text number thực ra không phải là number đâu ạ. Nhìn thì là số thôi nhưng mà nó vẫn là kiểu text ạ. Ở đây thì mình ví dụ các bạn. Đây là mã chủng loại này. Và chủng loại ví dụ 1109 thì là dây. Thì đây là mình có tên sản phẩm, thì các bạn chú ý là bốn ký tự đầu tiên đây chính là mã chủng loại đấy ạ. Thì ví dụ nếu các bạn dùng hàm ạ để lấy bốn ký tự của tên sản phẩm ở đây thì các bạn dùng hàm left cho mình, left là bên trái đấy. Và left tab chọn ô này và bạn muốn lấy trái bao nhiêu ký tự, ở đây bốn ký tự. Các bạn thấy không? Các bạn nhìn 1498 ở đây thì mặc dù nó là nhìn thì là số thôi ạ, nhưng nó không phải là số đâu ạ. Vì khi mà các bạn nhập số ấy, thì nó sẽ ở bên phải các bạn. Excel nó tự hiểu là bên phải. Ở đây ví dụ mình nhập là 1498 đi. Đấy, nếu mà số đây nó sẽ là bên phải các bạn. Còn nó về như này là bên trái rồi. Đấy, thì đây chắc chắn không phải là số ạ. Thế các bạn có thể test xem đây có phải số không bằng cách là các bạn có hàm là enumber. Enumber là test xem một ô có phải là số hay không ạ. Các bạn chọn vào đây. Đó, nếu mà true ấy thì là số, còn false thì là không. Đây false đây, tức là đây không phải là số ạ. Đây là mình sẽ giải thích cho bạn, đây gọi là text number, văn bản số nhưng mà thực ra không phải là số ạ. Nếu như các bạn VLOOKUP
theo cái bảng ở đây. Với cái số ở đây thì các bạn sẽ không tìm được đâu ạ, bởi vì bên này là số và bên này lại là text number. Ví dụ luôn ạ, bằng về lookup, chọn mã này, phẩy, các bạn trỏ về để các bạn trỏ về đến cuối nha. Left ở đây chính là lookup value rồi đấy ạ. Các bạn trỏ tích chuột vào cuối, các bạn phẩy, chọn đây, ở F4, cố định, nhà cột thứ hai, tìm chính xác không, enter, các bạn thấy không ạ? Sẽ không thấy, mặc dù đây là 1498, đây là 1498 là mũ ạ, thì không thấy. Đó, thì bây giờ để chuyển đổi text ấy sang đây thì có rất là nhiều cách để chuyển đổi text sang. Thì để ví dụ ở đây mình sẽ làm các bạn. Đầu tiên ví dụ các bạn có thể nhân với một ạ. Đó, thấy không? Các bạn sẽ xây ra là mũ. Đấy. Ngoài nhân với một thì các bạn có thể chia cho một ạ. Tức là nhân chia nào nó cũng thay đổi ạ. Chia cho một ở đây cũng được. Hoặc cách tiếp theo các bạn có thể cộng với không, cộng không hoặc trừ không đi ạ. Đấy, nó đều ra. Vậy mình ví dụ nhé, mình làm ở bên này là cho nó dễ hiểu. Left 4 này. Đó. Ví dụ bằng thằng này, các bạn trừ đi không đi, vẫn là số đấy. Đấy, nó ra là số bên phải đây, là số ạ. Hoặc các bạn có thể dùng một hàm khác là hàm value. Value thì chuyển từ text sang số đấy. Đó, số thì bên tay phải của ô. Đấy, còn text hay là string ấy, hay là chuỗi ấy, thì đều làm bên trái ạ. Số bên phải, các bạn nhớ cho mình. Khi bạn nhập vào ạ, ở đây thì các bạn có thể cộng không đi, tích đúp vào đây. Đó, các bạn sẽ thấy rất là hay. Và khi nào ấy thì các bạn lấy trái, lấy left ở đây mà nó lại ra text number, tức là văn bản số đấy, thì nếu như cái ô mà xử lý ở đây nó là string ấy, thì các bạn dùng các cái hàm để tách nó ra ấy, thì nó đều trả về text number hết đấy. Ở đây ví dụ các bạn nếu lấy phải ở đây đi, đây là ví dụ lấy phải là 8 ký tự đi, tách ra ở đây, đây là chắc ngày tháng năm đấy, các bạn dùng hàm write là lấy phải các bạn tách ra 8 đấy, các bạn thấy không, mình kéo rộng ra, kéo chuột lên cái cột ở đây ạ, các bạn kéo rộng ra đây, nó nằm ở bên trái đây thì nó là chuỗi rồi, là text rồi, nó không phải là số. Bạn kiểm tra đi, e number đây, thì nó full, nó là chuỗi đấy, chuỗi đấy. Thì các cái ô mà khi các bạn mà lồng hàm ấy, các ô mà nó có text ở trong này và các bạn tách ra ấy, thì bạn chú ý nếu mà chuyển về value ấy thì các bạn phải cộng một này, hoặc là nhân một, chia một, trừ không, cộng không, hoặc là dùng hàm value. Chứ còn nếu các bạn không dùng chuyển nó về dạng số ấy, thì các bạn không viết lookup được đâu. Thì mình cũng thấy rất nhiều bạn hay gặp cái cây này, trường hợp này. Và ví dụ tiếp theo là tránh số 0 từ VLOOKUP vào ô rỗng. Các bạn ví dụ các bạn bảng VLOOKUP ở đây, tìm tên đây ạ, phải các bạn cố định bảng giờ tìm F4 phẩy 2 phẩy 0 tìm chính xác. Ok, là tập đoàn Viettel. Ví dụ là Coca-Cola. Đây các bạn thấy không? Ra số 0. Tại sao? Bởi vì khi trong cái bảng dò tìm này do người nhập liệu mà không nhập ấy, thì nó sẽ trả về số 0. Mặc dù ô này là trống, nhưng chả công ty quản lý là lại là số 0 cả. Đấy. Thì để không hiện số 0 ở đây thì các bạn dùng hàm gì? Các bạn thêm cho mình và mở ngoặc, đóng ngoặc kép ở đây thì nó sẽ kiểu là string đấy, text đấy. Đó, thì nó sẽ không trả về số 0 nữa. Các bạn thấy không? Rất hay ạ. Nếu mà Viettel ở đây mà có thì tập đoàn Viettel. Ở đây ví dụ mình chọn Đô Lan đi, hoặc là PCC AG đi. Đấy, không có còn trống thì nó bỏ trống. Thì nó sẽ tốt hơn là hiện số 0 ở đây. Ví dụ tiếp theo, tìm kiếm trong nhiều bảng với hàm VLOOKUP và INDIRECT. Ở đây mình cần phải điền giá cho các cái loại sản phẩm đây. Đây có loại nhựa này, kích thước này. Thì với mỗi một loại nhựa và kích thước khác nhau thì giá lại khác nhau. Ở đây là bảng bảng giá các loại nhựa này, UPVC này, PPVC và CPVC. Các bạn thấy không? Kích thước ở đây thì giá ở đây. Đó, các bạn cũng không thể dùng hàm mét được. Thì để làm được việc này thì các bạn phải dùng bảng, các bạn phải đặt tên bảng và indirect. Indirect thì đầu tiên các bạn phải đặt tên cho cái bảng này. Đó. Thì để đặt tên thì các bạn bôi đen. Bôi đen và các bạn vào form owner, các bạn vào name manager trong cái thẻ define name ở đây ạ.
Đó. Ở đây là tên này, các bạn có thể delete đi, các bạn có thể tạo mới lưu vào đây. Các bạn đặt tên là UPVC. Đây là scope để các bạn có thể workbook hoặc là các cái sheet riêng này, thì các bạn cứ để workbook cho mình. Đấy, ok. Các bạn sẽ thấy là có một cái thẻ defile name ở đây rồi. Tiếp theo là các bạn chọn đây. Thì cách thứ hai này, các bạn có thể vào cái đây, các bạn gõ luôn ạ. Các bạn bôi đen này. Đấy, các bạn tích vào cái tab home và cái ô đầu tiên này, các bạn gõ luôn là PPVC. Đó. Thì sao mình đã đặt tên rồi, thằng này là PPVC rồi đấy. Tiếp theo bạn này thì mình sẽ đặt là CPVC. CPVC. Đấy, như vậy là mình đã có ba cái bảng này rồi. Bây giờ mình chỉ cần mình đã thử về nút cấp trước nhá. Bảng về nút cấp này. Mình sẽ tìm kích thước này. Ví dụ 2 inch thì giá là bao nhiêu? Giá ở đây, cái table array lúc đấy mình đã đặt tên bảng ở đây là table rồi. Thì mình lúc đấy mình đã đặt tên theo cái chủng loại đây rồi ạ. Các bạn tích vào đây là loại phẩy, cột trả về sẽ là trả về cột thứ hai đấy ạ. Tất cả giá này cột thứ hai phẩy, tìm chính xác, các bạn thấy không, không thể tìm được ạ. Tại vì sao, các bạn đặt tên là UPVC nhưng đây nó là text thì nó không hiểu là một cái reference đến cái UPVC này. Thì để làm được việc này thì các bạn phải dùng thêm hàm indirect. Thì cái hàm indirect này ấy, thì sẽ chuyển text sang đại diện một phạm vi của ô đã thực hiện. Ví dụ mình hàm indirect của UPVC thì nó sẽ chuyển sang là cái bảng table UPVC. Các bạn để mình yêu đây, thay cái trường thứ hai là table array bằng indirect, các bạn chọn trong đây tab. Đó. Đấy, các bạn thấy không, UPVC UPVC mà 2 inch thì 22,95, đúng rồi ạ. Còn sang PPVC mà loại 10 inch, PPVC 10 inch thì 95,95. Đấy, đúng vậy. Ví dụ mình test loại U đây. Hay là CPVC đi. CPVC mà loại 1 inch thì là 15,95, đúng vậy. Dùng cái indirect này thì các bạn chú ý là cái hàm indirect để chuyển text sang một cái reference một cái table array thì rất tiện cho các bạn ạ. Thứ hai là để làm việc này các bạn chú ý là các bạn phải đặt tên nhá, tên table array ở đây. Đấy. Lúc đây mình đặt cái này là UPVC này, mình đặt bạn này là đấy, bạn này là PPVC và bạn này là CPVC. Các bạn chú ý là đặt tên phải trùng với cái trường loại ở đây, loại nhựa ở đây thì các bạn mới VLOOKUP được. Ví dụ tiếp theo tìm kiếm với hai giá trị tìm kiếm. Ví dụ mình có bảng giá trị dò tìm ở đây là mã và số lượng. Đây là cái bảng tham chiếu là mã đây. Mã đây. Thì nó lại thêm trường left và right đây, L và A, L và R đấy. Thì bây giờ làm sao để tính được cái mã này với L thì bao nhiêu và R thì bao nhiêu? Đây là hai giá trị tìm kiếm đấy. Đó. Thì các bạn chú ý các bạn bảng VLOOKUP này, mã này và cái OL này. Thì mình cứ làm đầu tiên cho các bạn. Các bạn lựa chọn bảng giá trị dò tìm cố định phẩy 2 là trả về cột thứ hai phẩy 0 đấy. Đó, rồi các bạn tích xuống dưới. Các bạn sẽ thấy sai tại vì sao, mình đã không cố định cái thằng L này đấy ạ. Ok, bây giờ ví dụ mình cố định L đi. Đây là L5 thì các bạn bấm F4 ạ. À, các bạn cố định. Rồi, ok rồi ạ. Bây giờ để công thức này sang công thức này nó áp dụng được ấy. Bạn copy sang đây. Copy cả trường V. Các bạn sẽ thấy nó bị sai ạ. Tại vì sao? Cái mã này các bạn lúc đấy không cố định thì nó lại nhảy sang ô này. Và cái L này các bạn cố định rồi thì nó lại sang đây thì nó sai. Đó thì các bạn phải dùng là gì? Ở đây các bạn phải cố định thằng này lại. D6. Các bạn chú ý là các bạn chỉ cố định cái phần cột thôi ạ, chứ các bạn không cố định hết ạ. Nếu mà dịch xuống đây thì nó cũng phải dịch theo,
Đó thì các bạn chỉ cố định cái cột này thôi, còn hàng thì không cố định. Các bạn chỉ còn đô la trước đây thôi. Mình test thử nha. Đô la sang đây. Đấy thì vẫn đúng ạ. Ở đây thì lúc đấy vì L là mình đô la mình fix rồi. Thì L ở đây thì các bạn lại chú ý các bạn lại chỉ cố định cái phần các bạn phải cố định là cái phần cột thôi ạ. Còn hàng thì các bạn xóa đi. Ok. Các bạn có phần đây. À, xin lỗi. Đây là D6 và E thì các bạn vào đây. Đây các bạn có công thức sang đây, các bạn sẽ Ctrl V. Đó, 35. Các bạn thấy không? Cái này hơi phức tạp. Đô la thì lúc thì đô la ở cột, lúc thì đô la ở dòng đấy. Các bạn bôi đen hai ô và các bạn tích đúp. Tích đúp và các bạn kéo cũng được ạ. Đó. Đây là VLOOKUP 2 chiều. Các bạn chú ý là các bạn có thể dùng hàm và đấy để kết hợp. Đó. Thì sẽ tìm được lookup 2 chiều thôi. Hoặc các bạn nếu mà thấy đô la ở đây phức tạp ấy thì các bạn có thể dùng hai hàm riêng biệt VLOOKUP này. Đoạn này và đoạn này phẩy bảng này F4,2 phẩy 0 tìm chính xác ạ. Thì các bạn chỉ cần cố định E5 này đây, các bạn đô la cho mình. Đây là sai, các bạn cố định E5. Các bạn không muốn phức tạp này thì bạn có thể copy cả công thức vào đây. Ctrl C. Các bạn chuyển sang đây. Và các bạn xóa đi. Các bạn Ctrl V cái vừa xong ạ. Đấy, các bạn thay thay chữ E bằng F ạ. Thay E bằng F. Đây. Đó. Rồi các bạn tích đúp. Đây để tránh các bạn phải dùng F4 hơi phức tạp. Ok. Đến ví dụ tiếp theo. Ví dụ cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn là tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Đấy, hàm VLOOKUP có thể làm được việc này. Ví dụ trong bảng giá trị dò tìm của các bạn có nhiều loại nhựa UPVC, UPVC thì trong các ngày bán khác nhau thì muốn muốn tìm là ngày nào mà bán được nhiều nhất đi và giá trị bán là bao nhiêu. Đấy. Như thế này. Các bạn chú ý là hàm VLOOKUP ấy thì nó sẽ tìm giá trị đầu tiên và nó lấy luôn, mà nó không quan tâm đến các giá trị sau. Đấy, cho nên mà để tìm được giá trị lớn nhất thì các bạn đầu tiên là các bạn phải lọc cái này theo giá trị từ trên xuống dưới ạ, thì nó sẽ đảm bảo là lớn nhất. Đầu tiên các bạn bôi đen và các bạn filter cho mình. Các bạn filter vào data và các bạn filter đấy vào đây. Filter nó ra ba mũi tên đây và các bạn chọn xuống đây. Đấy và các bạn bấm vào sort này từ cao xuống thấp. Ok. Như vậy là các bạn thấy không, giá trị ở đây là sort từ cao xuống thấp rồi, và khi mà nó tìm kiếm ấy thì cứ giá trị đầu tiên thấy thì nó sẽ trả lấy luôn, thì giá trị này chắc chắn là lớn nhất rồi ạ. Các bạn bảng về lookup này phải UPVC đây F4 này cố định trả về cột thứ hai phải không, đấy giá trị lớn nhất là 1140, còn giá trị bảng ít nhất đây giá trị lớn nhất đây nó là như này. Còn số lượng mà bán ít nhất thì để làm ít nhất ấy, thì các bạn cũng làm ngược lại, tức là làm tương tự nhưng mà ngược lại là các bạn sort từ nhỏ đến lớn. Đấy thì ở đây đây mình đặt tên này không chính xác lắm, thì ở đây các bạn sort là từ nhỏ đến lớn á, thì giá trị tìm thấy đầu tiên bao giờ nó cũng sẽ là nhỏ nhất. Thì các bạn bán ít nhất các bạn nhập vào đây VLOOKUP PVC phẩy, các bạn cố định lượng nhựa này cố định F4,2,0. Đấy, giá trị lượng bán nhỏ nhất. Đấy. Như vậy ứng dụng của hàm VLOOKUP thì các bạn có thể tìm được ở đây là max. Ok, vậy là mình đã kết thúc bài học ở đây. Thì các bạn nhớ like, subscribe để theo dõi các bài học tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.